đây được không ạ? Vâng, có thể anh chị đã rất là quen thuộc với lại chiếc đường phố, một anh chàng lúc nào cũng thuộc cái chùm tóc trên đầu, chuyên gia hát ở trong chợ bán bằng chải đánh răng. Vâng, đặc biệt tối đêm nay chiếc đường phố. Rồi xin mời anh chào khán giả của anh. Alo. Vâng, lần đầu tiên tôi xin gửi lời chào tới tất cả mọi người ở đây. Em quê Hải Phòng, mới xuống đây được mấy hôm tham quan trong khu đất Sài Thành ạ. Vâng, lần này thì chiếc đường phố có về Sài Gòn thì cũng một tin rất là vui đến với những người yêu mến anh. Những người yêu mến chiếc đường phố Thắng Bằng Chải thì cũng có rất là nhiều, ngoài Bắc cũng có, trong Nam cũng có. Vâng, và mở đầu chương trình tối đêm nay, em xin gửi tới tất cả quý vị ca khúc đầu tiên, ca khúc được mang tên. Vâng, ca khúc được mang tên Không Phải Dạng Vừa Đâu, quý vị cho mình một tràng pháo tay được không ạ? Tôi yêu nàng và anh này, không mê mê thì đến phải tôi thành viên rồi trên kênh khi câu. Tôi là ai, là ai, là tôi, 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 là bất đồ sinh thần của ca sĩ Duy, bất đồ sinh thần của Kèo Kéo. Sự kết hợp độc đáo đã tạo ra cái tên đường phút. Đường phút 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 không sao tôi thấy không cần người hoàn toàn nói hiểu thế gian hỏi để cùng tôi sống chỉ một phút giây tôi còn được kia thanh tan muôn lộ tôi chưa chỉ kia không sao tôi thấy không cần người hoàn toàn nói hiểu thế gian hỏi để cùng tôi sống chỉ một phút giây. Tôi đi ngày xuống trời, tôi thấy tôi cuộc mấy người mà tôi không biết được. Trong cái tháng này, chủ ngày tôi thấy bản thân này tôi yên bình, mình không còn quan tâm vô lên. Đừng lấy nhé, đừng lấy buồn phiền nào lấy nhé, đừng lấy chuyện đời lấy nhé, mọi chuyện buồn phiền nào lấy nhé. Nhưng mà đi ngày mai, đừng làm anh đi ngày mai, đừng lấy con xa bao nhiêu phương năng là phải ngày mai. Thì cuộc đời như thế, tự mình sống sao một người còn mãi. Bước ra đi cùng một ngoài kia, bay lên cùng nhìn vẫn vỡ, ta quay đi giữa người. Từng ngày mình đang đón tương lai hoàn lên thêm trong một đàn lao tươi mới quanh giấc mơ ở phía cuối đoạn đường mà ai đó thêm ngày rồi biết tay ôm lấy tay tôi vào lòng một đôi tay kiếm tiêm một đôi mắt thơm tiêm một người chẳng phải ai là ai tôi lần cuối con đường kia thanh tan muôn lối nơi chưa gì kia không sao tôi tới tôi không còn hoàn toàn nói hiểu thế gian hoa để cùng tôi sống chờ đợi phút giây nơi con đường kia thanh tan muôn lối nơi chưa gì kia không sao tôi tới.
tôi quan thân mẹ kia núi rừng mình mùa xưa mời em một lần rời xa nơi đã yên vui lên đây thăm lính ở trên rừng chúc mọi người ăn buổi tối thật là vui vẻ. Em chỉ là đón ngày đây còn tầm 10 năm trước thôi. Bây giờ kính thưa các anh chị, toàn là nhân vật thứ ba, xíu nữa là anh và ra là chị hết hồn luôn. Thành phố thân về vui đồng vui chân mùa là quê thơ đang đồn ta đây chẳng ai thương em tên lại không rượu mềm môi không bánh không trà chẳng hợp vừa chắc lại mừng xuân bằng vân lương cô con dao thừa bằng đèn mời anh mời chị mời em đến để thăm tôi từ mất đi tình đã bao ngày tôi rơi dần đường chưa nhìn mãi nở vàng lòng tôi sao nghe chơi thân nơi thân tìm đến chi nhìn mãi nở vàng lòng tôi sao nghe chơi vơi xuân ơi xuân nếu chẳng vui gì hãy đừng cảm ơn chào phát tay vừa rồi của tất cả quý vị đã dành cho Thánh Bàn Chải Chiếc Đường Phố. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ sẽ là nhân tố bí ẩn tối đêm nay. Em muốn dành một sự bất ngờ tới cho tất cả quý vị. Những quý vị nào đã từng ở Bùi Viện nhậu, đã từng mua kẹo cho Bùi Vĩnh Phúc thì hôm nay anh chị sẽ rất là vui. Và ngay bây giờ cũng là món quà của em gửi tới tất cả quý vị. Vâng. Em xin tả ca sĩ này thôi, rồi sau đó anh chị tự phát hiện. Ai phát hiện rồi thì vỗ tay thật lớn để em biết là anh chị đã phát hiện ra rồi nha anh chị ơi. Một ca sĩ không đẹp trai, hát cũng được thôi. Một tháng ra 150 em đi. Có phải anh chị có thể là lớn tên ca sĩ này để anh ra được không ạ? Cần lệ rơi ạ.
Rơi cái là lượm luôn mà chết luôn á. Vâng, rồi bỏ nó ra anh. Rồi, cảm ơn anh đã trả nó. Tiếp bên đi. Vâng, tối đêm nay bộ ba phép thuộc tụi em tới đây. Vâng ạ, Lệ Rơi đến từ Hải Dương, Bùi Vĩnh Phúc thì bán kẹo kéo ở Sài Gòn và Thánh Bằng Chải ở Hải Phòng bán bằng chải chiếm đường phố. Vâng ạ, và kính thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là vài câu Lệ Rơi gửi tới tất cả quý vị. Đặc biệt là Lệ Rơi rất là vui cho nên khó nói lắm nha, anh chị cũng ráng thông cảm với Lệ Rơi. Alo, thì lời đầu tiên cho Lệ xin gửi lời chào tới cô dì chú bác tất cả. Vâng, và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Em của ngày hôm qua. Dừng lại chương trình này đây để cho con đường được không ạ? Đấy, một nụ cười bằng 10 thang thức bổ để làm cho mọi người cười rất là khó. Và anh Lệ đã làm được cho mọi người cười. Cái điều đấy là... Vâng, chương trình tụi em xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành những tình thương đến anh Lệ Rơi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ đứng dậy kẹt xe rồi, vâng, xin anh chị thương tình. Vâng, có nghĩa là chúng ta sẽ tách nản ra, giãn ra. Vâng, cho một tràng vỗ tay cuối cùng dành cho Lệ Rơi được không ạ?